Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Điền Người Xứ Nghệ sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục hiện tượng điều hòa bị chảy nước ở gian lành. Đây là một hiện tượng cực kỳ hay gặp ở những chiếc điều hòa đã sử dụng lâu năm. Chẳng hạn như chiếc điều hòa Daikin này, hiện tại thì nước chảy ra ở gian lành rất là nhiều. Dù rằng đó là chiếc điều hòa Panasonic, Mitsubishi, Toshiba hay là điều hòa Daikin đi chăng nữa, thì việc khắc phục xử lý cũng hoàn toàn giống nhau, rất là đơn giản. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình ra nơi đường ống thoát nước của gian lành điều hòa. Thông thường thì đường ống thoát nước này nằm ở gần nơi gian nóng của điều hòa như thế này. Chúng ta dùng một đoạn ống thật sạch nối với ống thoát nước này, sau đó băng thật kín tại điểm nối, rồi chúng ta thổi thật mạnh vào đầu ống này. Với thao tác đơn giản như thế này thì rất có thể đường ống thoát nước đã được thông và không còn hiện tượng nước chảy ra ở gian lành điều hòa nữa. Hoặc là chúng ta dùng một đoạn dây cược loại to, hay là dùng một đoạn dây điện cứng như thế này, chúng ta luôn vào đường ống thoát nước để khơi thông điểm tắc nghẽn. Tuy nhiên việc này thì hơi khó một tí, bởi vì tại ngay cái máng hứng nước này trong gian lành điều hòa thì có một đầu nối bị thu nhỏ lại, cho nên chúng ta cần phải dùng băng dính cách điện băng cho nhọn phần đầu này lại. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng cái máng hứng nước đó là như thế này, và đây là cái khớp nối đó. Để luôn qua được cái khớp nối này thì chúng ta nên dùng băng dính băng một điểm giúp để định tâm và dẫn hướng, thì việc luôn cái đoạn dây này sẽ dễ dàng hơn. Điểm tắc nghẽn thì thường nằm ở ngay phía trước khớp nối đó, ngay trong cái máng thu nước nằm ngay phía dưới gian lành của điều hòa. Và bây giờ mình sẽ thông cái đường ống thoát nước này cho các bạn cùng xem. Với bất kỳ một chiếc điều hòa treo tường nào thì cũng đều có một đường ống thoát nước ra. Nhưng vấn đề là khi lắp đặt, người thợ bố trí mỗi vị trí mỗi khác. Và như các bạn đã thấy, dây luồn ống đã vượt qua được khớp nối, khơi thông được cái điểm tắc nghẽn. Lúc này nước ồ ạt chảy ra rất là nhiều. Điểm tắc nghẽn này thì thường là do rêu, do bụi bẩn và cả cái thứ khác do côn trùng tạo ra. Nếu như tại nhà bạn có cái vị trí địa hình thuận lợi như thế này thì chúng ta nên thực hiện theo cách như thế này cũng được, rất là đơn giản. Còn ngược lại, nếu như vị trí không thuận lợi thì chúng ta xử lý khắc phục ở phía trong gian lành. Cách này tuy phức tạp hơn một chút, nhưng xử lý triệt để vấn đề bụi bẩn và chảy nước ở gian lành điều hòa, hơn nữa còn vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ gian lành một cách sạch sẽ và cẩn thận nhất. Bây giờ thì chúng ta cần cắt điện khỏi điều hòa, sau đó dùng tô vít tháo những con vít này ra. Hầu hết gian lành của điều hòa thì đều có kết cấu giống như thế này. Các con vít thì thường được giấu kín ở phía bên dưới những chiếc tấm nắp đầy này. Chúng ta cày những chiếc nắp đầy này ra và tháo những con vít đó ra. Tiếp theo thì chúng ta nâng cái tấm nắp đầy này lên, và đây là hai tấm lưới lọc gió vừa mới được chủ nhà vệ sinh xong nên còn rất là sạch sẽ. Còn bên này là cái tấm nắp đầy hộp cực đầu giấy, chúng ta cũng nên tháo ra. Còn ở phía dưới này là hai thanh đổi hướng gió, chúng ta chỉ việc uốn cong rồi rút ra một cách rất là dễ dàng. Tấm nắp đầy hệ thống đèn báo và mắt tiếp nhận điều khiển từ xa này cũng cần được cài ra. Đến lúc này thì chúng ta chỉ việc vừa nâng vừa cày cái vỏ cái nắp đầy gian lành này ra. Nhìn thì tưởng chừng là khó khăn, phức tạp, nhưng thực tế thì cũng rất là dễ. Hồi trước thì mình cùng toàn từ may mò học hỏi, chứ không có video để xem
để tham khảo như bây giờ. Và đây là toàn bộ hình ảnh kết cấu bên trong của một cái gian lạnh điều hòa. Hiện tại thì cái gian lạnh này đang rất bị bẩn, cần phải được vệ sinh. Nhưng vấn đề bẩn này chưa hề liên quan đến hiện tượng tắc nước. Và đây là hình ảnh cái màng nước đang bị đầy do bị tắc đường thoát nước. Đây là cái đường ống thoát nước ra phía sau mà lúc này chúng ta dùng dây để thông vào phía bên trong màng nước của gian lạnh điều hòa. Bây giờ mình tháo tấm nắp đầy này ra để các bạn quan sát một cách dễ dàng nhất. Và đây là cái điểm thoát của máng hứng nước đó. Ngay phía dưới gian lạnh, cái máng thu nước ngưng tụ này thì nằm ở phía dưới và chạy dọc gian lạnh điều hòa. Điểm thoát nước ra thì thường nằm ở góc phía dưới bên phải. Cái điểm này thường hay bị tắc bẩn, làm không thoát được nước, cho nên máng nước sẽ bị đầy và tràn ra từ gian lạnh điều hòa. Khi đã biết rõ vấn đề thì chúng ta chỉ việc thông cái điểm này để nước sẽ chảy ra. Như vậy sẽ giải quyết triệt để được tình trạng nước bị chảy ra ở gian lạnh của điều hòa. Như các bạn đã thấy, khi chúng ta thông vào cái điểm bị tắc nghẽn này thì nước ở đây chảy ra rất là nhanh. Ở đây gồm nhiều rêu, cả cái thứ chất bẩn và cả cái thứ khác do côn trùng tạo ra, rất là bẩn, rất dễ làm tắc nghẽn cái điểm này. Khi làm việc bình thường thì cái màng nước này được thoát nước liên tục ra bên ngoài, cho nên lúc nào cũng càn như thế này. Và tiền thể tháo gian lạnh điều hòa ra thì chúng ta nên tranh thủ vệ sinh sạch sẽ cái gian lạnh này luôn. Chúng ta dùng một cái bình xịt nước cùng với một chiếc chổi quét sơn và nước xà phòng hay là nước rửa bát chén, chúng ta chùi sạch sẽ, góp phần giúp điều hòa làm mát hiệu quả hơn. Ở những phần này thì không có bó mạch điện tử, cho nên chúng ta xịt nước thoải mái. Còn ở những bó mạch điện tử này thì tuyệt đối chúng ta không được xịt nước vào. Còn những bộ phận nắp đầy vỏ nhựa này thì chúng ta cũng nên dùng nước xà phòng hay là nước rửa bát chén, chúng ta lau chùi kỹ cò, giúp chiếc vỏ của điều hòa trở lại sạch sẽ như mới. Sau khi lau chùi và phơi khô thì chúng ta lắp lại như cũ là được. Trình tự lắp đặt lại thì hoàn toàn ngược lại so với lúc chúng ta tháo ra. Các bạn xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ và cổ vũ mình với nhé. Nếu như có gì chưa hiểu và muốn tìm hiểu thêm thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới. Trong điều kiện có thể, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Mình xin lưu ý với các bạn rằng gian lạnh điều hòa bị chảy nước trong trường hợp này là do điều hòa sử dụng đã lâu năm, cho nên hệ thống thoát nước của gian lạnh điều hòa bị bẩn tắc, mà nguyên nhân chỉ nhờ đây là do chất bẩn làm tắc hệ thống dẫn nước ra bên ngoài. Còn đối với những trường hợp điều hòa mới lắp thì đó là do kỹ thuật lắp đặt của người thợ. Đặt đường thoát nước ra bên ngoài cao hơn máng nước ở trong phía gian lạnh, cho nên nước không thể chảy ngược ra bên ngoài được, thì đương nhiên nước sẽ trào ra ở trong phía gian lạnh. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.